Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết vào dạng sáng ngày 3 tháng 4 tại công ty than thống nhất Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam KTV ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra sự cố tại gương lò xv 5140 số 2 phân xưởng đào lò 2 khiến cho 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương. Bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tan. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Các cấp chính quyền, công ty than thống nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình, đưa nạn nhân về lo hậu sự. Vào sáng cùng ngày, đại diện ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương và gia đình các nạn nhân. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng một người trong tỉnh tử vong, 18 triệu đồng một người ngoại tỉnh tử vong, hỗ trợ 5 triệu đồng một người bị thương và nguyên nhân sự cố thì đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ.